Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhật ký chống dịch Covid-19 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ đã vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể thì Phó Thủ tướng đã yêu cầu thanh tra Chính phủ cần phải tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt. Đồng thời cần phải đôn đốc thanh tra các bộ ngành địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3 của năm 2022. Đại diện Sở Y tế của thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố này sẽ giải thể trung tâm hồi sức COVID-19 ICU tại thành phố Thủ Đức với quy mô lên đến 1.000 giường vì số bệnh nhân nặng gần như bằng không. Trung tâm ICU được đặt tại Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 là nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Khi dịch bệnh COVID-19 tại thành phố diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trở nặng và tử vong tăng cao vào thời điểm tháng 7 năm 2021, thành phố đã trưng dụng Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 để xây dựng, thành lập trung tâm ICU điều trị F0 nặng và nguy kịch, với quy mô lên đến 1.000 giường. Đến nay, trung tâm đã điều trị hơn 5.000 bệnh nhân COVID-19 nặng. Có hai lý do để giải thể trung tâm ICU này. Thứ nhất, số bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nặng và nguy kịch đang được điều trị tại đây đã giảm dần trong thời gian qua và hiện nay gần như bằng không. Những trường hợp đã điều trị ổn định, đủ điều kiện sẽ được xuất viện hoặc tùy tình trạng được chuyển đến hai ICU tại Bệnh viện Dã chiến 14 và 16. Thứ hai, mục tiêu ban đầu xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 là phục vụ người dân có bệnh lý liên quan đến ung thư. Nhu cầu điều trị của bệnh nhân ung bướu đang tăng cao. Cơ sở 2 đã đến lúc phải mở cửa phục vụ người bệnh ung thư theo đúng mục đích ban đầu. Sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám, khoa, trung tâm điều trị di chứng hậu Covid-19 tăng giá dịch vụ, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản khẩn gửi đến giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh tổ chức khám sức khỏe hậu Covid-19. Theo đó, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám chữa bệnh, kể cả các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu, không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu Covid-19 trong trường hợp không cần thiết, không gợi ý ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu Covid-19 với giá khám theo yêu cầu. Trước đó thì nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các phòng khám hậu Covid-19 với nhiều gói dịch vụ tầm soát hậu Covid-19 với mức giá dao động từ vài trăm ngàn cho đến là vài triệu đồng. Bộ Y tế hiện đang tiến hành mua vaccine Pfizer cho nhóm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho nhóm trẻ này. Việc đầu tiên thực hiện khám sàng lọc cho trẻ trước tiêm. Động thái này sẽ giúp phát hiện trẻ có mắc bệnh mãn tính hay không. Riêng với trẻ béo phì có bệnh lý nền, đây là đối tượng càng cần phải tiêm sớm, tiêm trước trong bệnh viện vì trẻ có nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc Covid-19. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng cần phải đóng vai trò quan trọng. Khác với trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã khá lớn, việc tiêm ngừa cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đòi hỏi sự phối hợp giữa các bậc phụ huynh và các nhân viên y tế rất nhiều. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu mùa dịch đến nay, tổng số trẻ em dưới 16 tuổi mắc Covid-19 tại thành phố này là hơn 32.400 trẻ. Số ca trẻ em dưới 16 tuổi đang điều trị tại tầng 2-3 là 36 trẻ. Theo các chuyên gia y tế, vaccine sẽ là chìa khóa giúp trẻ hòa nhập cộng đồng. Để không gián đoạn việc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân khi có chỉ định và đến thời gian tiêm, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã được tổ chức xuyên Tết Nhâm Dần, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, ngay khi người dân thành phố quay trở lại làm việc bình thường. Điểm nổi bật của giai đoạn 1 chiến dịch này là việc tổ chức tiêm chủng cả trong những ngày Tết Nguyên Đán. Việc này đã tạo điều kiện cho người dân được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo đúng lịch, không bị gián đoạn. Nhiều người từ chối tiêm chủng trước đây cũng đã bắt đầu tiêm chủng trong đợt này. Giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được tiếp tục triển khai từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2. Thành phố sẽ mở lại hoạt động tiêm vaccine phòng Covid-19 tại tất cả các điểm tiêm chủng, bao gồm tất cả những điểm tiêm cố định, cộng đồng và lưu động trên địa bàn. Văn phòng Thái tử Anh Jack thông báo Thái tử đang phải tự cách ly sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần thứ hai người kế vị ngai vàng nước Anh mắc Covid-19. Vợ ông, nữ công tước Camelia, được xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. Thái tử Jack cùng đã từng mắc Covid-19 hồi tháng 3 năm 2020 với các triệu chứng nhẹ. Vào tháng 12 của năm 2021, Thái tử Jack cho biết ông và vợ đã được tiêm liều vaccine tăng cường.
Thông báo của văn phòng Thái tử cho biết, lẽ ra Thái tử sẽ dự lễ ra mắt một bức tượng ở Winchester, miền nam của nước Anh trong ngày 10 tháng 2. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã bị hủy vào phút chót sau khi có kết quả xét nghiệm. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2, Thái tử Charles đã có cuộc gặp gỡ một số nhân vật quan trọng trong một buổi lễ tại Bảo tàng Anh, trong đó có Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Nội vụ. Theo cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận hơn 54.000 ca mắc mới COVID-19, tức là tăng hơn 4.500 ca chỉ trong vòng một ngày và gấp đôi so với một tuần trước. Số ca mắc điều trị tại nhà ở nước này cũng đã tăng lên con số là hơn 170.000 người. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, Hàn Quốc đã áp dụng cơ chế phòng dịch mới, trong đó có các ca mắc nhẹ hoặc không triệu chứng được tự cách ly quản lý sức khỏe tại nhà. Với các ca mắc được điều trị tại nhà, nếu là người dưới 60 tuổi hoặc không thuộc nhóm 50 tuổi mắc các bệnh lý nền như là cao huyết áp, tiểu đường, người suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân ung thư thì được phân loại là nhóm thông thường. Các đối tượng này sẽ tự cách ly tại nhà trong vòng 7 ngày tính từ ngày có kết quả xét nghiệm. Và nếu xuất hiện các triệu chứng như là ho sốt thì bệnh nhân gọi điện thoại đến phòng khám bệnh viện gần nơi cư trú để được kê thuốc. Và nếu bệnh nhân sống một mình hoặc là người khuyết tật khó cử động thì trung tâm y tế chính quyền địa phương, các hiệu thuốc sẽ chỉ định phối hợp để phát thuốc tận nơi cho các bệnh nhân. Bộ Y tế Nhật Bản đã phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống do hãng dược Pfizer Mỹ sản xuất do những trường hợp có triệu chứng nhẹ, trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tăng mạnh trong thời gian gần đây. Thuốc này có tên là Paxlovid, kết hợp của hai hoạt chất kháng virus là Nirmatrelvir và Ritonavir. Paxlovid được dùng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đến trung bình trong độ tuổi từ 12 trở lên, có cân nặng tối thiểu là 40kg và có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng dẫn đến phải nhập viện. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được cấp phép sử dụng tại Nhật Bản sau thuốc Monopiravir của Merck & Co. cũng của Mỹ. Bộ Y tế Indonesia dự đoán số ca mắc mới COVID-19 của nước này có thể đạt đỉnh trong 2-3 tuần tới. Chính phủ Indonesia cũng đã kêu gọi người dân tuân thủ các quy định phòng ngừa COVID-19, cụ thể là đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và duy trì khoảng cách khi tiếp xúc. Chương trình tiêm phòng COVID-19 tại Indonesia cũng đang được đẩy mạnh để tạo miễn dịch trong cộng đồng. Chính phủ Indonesia cũng đã triển khai việc thực hiện các hạn chế hoạt động cộng đồng từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 để ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Omicron. Cho đến nay, 48,5% dân số đủ điều kiện ở Indonesia đã hoàn thành việc tiêm vaccine liều cơ bản, tương đương 133 triệu người. Tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đang tăng mạnh trong nhóm người lớn tuổi tại đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc, trong bối cảnh biến chủng Omicron khiến số ca mắc COVID-19 mới tại đây đã tăng nhanh. Mới đây, chính quyền Hồng Kông đã thông báo sẽ yêu cầu giấy thông hành vaccine kể từ ngày 24 tháng 2 đối với những người muốn đi mua sắm hay là ăn uống tại nhà hàng hoặc sử dụng phương tiện công cộng. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều người lớn tuổi quyết định tiêm phòng vaccine COVID-19. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ tiêm phòng ở những người trong độ tuổi từ 70 đến 79 và 80 trở lên đã tăng lần lượt lên hơn 63% và 34% trong ngày 9 tháng 2, từ mức gần 62% và hơn 33% một ngày trước đó. Và đây cũng là mức tăng cao nhất trong một ngày ở tất cả các nhóm tuổi kể từ khi Hồng Kông, Trung Quốc bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 vào tháng 1 năm 2021. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.